Ok. Xin chào tất cả quý vị thính giả. Đây là bác Hưởng, với lại bên cạnh bác là một cô gái người mặc bộ trang phục này, là một bộ của người dân tộc Tày. Và bây giờ là chúng tôi sẽ hỏi về tên tuổi em ấy, và một lúc sau bác Hưởng sẽ tiết lộ một những cái bí mật động trời tiếp theo cho chúng ta biết. Bây giờ là bác Hưởng. Bác Hưởng thì không cần nói, ai cũng biết là bác Hưởng dân tộc Việt Nam rồi. Bây giờ là bên cạnh người đẹp này, bây giờ chắc là chúng tôi hỏi về em ấy trước nhở. Em ấy có thể nói về một chút về tên tuổi, giờ em đang ở đâu không, để những cái bí mật tiếp theo là sẽ để cho bác Hưởng tiết lộ. Xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều ạ. Em sinh năm 2002 và hiện tại em đang học lớp 11, chuẩn bị lên 12 của trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà. Và đây cũng là bộ phim mà tập 4 chúng tôi đang chuẩn bị về quay cái bộ phim bom tấn là tập 4 của Làng Ế Chồng. Và bây giờ sẽ là tất cả những cái điều mới, những cái điều mà tất cả chưa biết thì về các diễn viên của Làng Ế Chồng thì tất cả chưa biết, nhưng mà có một người biết, đó chính là bác Hưởng. Và bây giờ bác Hưởng sẽ nói một chút về nữ diễn viên Kiều, Thúy Kiều. Đấy, nói một chút về Thúy Kiều này, trong cái bộ phim này tập 4 này thì Thúy Kiều sẽ đảm nhiệm cái vai gì trong đấy hả bác Hưởng? Thì bác cứ chém gió bừa vào đấy. Bác có thể tiết lộ một ít về nội dung không? Thì bác cứ chém gió là em ấy có thể đảm nhiệm cái vai rồi. Bây giờ anh hãy nhận xét về đây là nhân vật, đây là chương trình chém gió của chúng tôi ở chém gió xuyên đây, xuyên quốc gia. Đây là chương trình chém gió nha, xuyên thôn bản. Nhà làm gì đi hâm ấy nhỉ, về nhà lấy quần áo thôi. Đúng là hân thật. Rồi cái gì mà rồi. Bây giờ chúng tôi quay lại về chương trình chém gió nha. Em có thể vặn cái loa bé tí, nếu mà đi thì cần một anh vệ sĩ đi cùng. Tí lại bị hấp riêng ở ngoài giữa đường thì không ai chịu liên hệ gì đấy. Tiếp theo cái hâm điện tô này chuyển đổi. Lực ơi, chắc là Lực đưa đi chứ. Đưa đi lấy quần áo không? Mặc quần em rồi, mặc quần chị Sơ. Mặc quần đi làm gì? Đi để anh chụp ảnh Hân lúc đi như thế là về anh tí anh chụp lại nhá. Không sao đâu. Bây giờ chúng tôi quay lại chương trình chém gió tiếp theo nhá. Thì bây giờ là bác Hưởng có thể nói một chút, tại vì bây giờ không chỉ riêng tôi mà là nhiều khán giả đang xem, đang mong chờ là em ấy sẽ biết về, chưa xem bộ phim đấy thì bây giờ chúng tôi cho cái này lên thì khán giả nó sẽ mong chờ và hóng hớt rồi. Muốn biết là cái người đẹp Thúy Kiều đứng bên cạnh này sẽ diễn cái vai như thế nào, và những cái hành động rồi những cái gì mới mẻ sẽ đem đến cho khán giả mong chờ, để không phụ cái lòng mong chờ của khán giả đấy. Theo cái kịch bản của tập 4 thì là hôm nay là em Thúy Kiều đây thì là sẽ chịu trách nhiệm về cái tiết lộ một chút thôi, bởi vì đúng rồi, bác có thể chỉ tiết lộ một chút thôi, để không phải đừng tiết lộ quá hết nữa. Là em ấy sẽ đứng ở cửa với lại đồng chí Uyên hôm nọ đó. Thì là đứng ở cửa coi như là em Hân với lại em Hoa, thì là sau khi kéo chồng về thì là nhờ hai bạn ở đây gọi là cũng quá. Gọi là hai bạn nữ, hai bạn kia thì sợ là hai thanh niên kia khỏe mạnh quá thì là sẽ lại trốn được ấy, thì là sẽ nhờ luôn hai bạn này, bạn Kiều với lại bạn Uyên thì là sẽ hỗ trợ là bảo vệ bạn trai lúc nào cho hai bạn trai kia thuần, nghĩa là sau khi là chắc chắn là chịu, nghĩa là đồng ý làm chồng thì là mới cho hai bạn này về. Bác Hưởng có thể trả lời một chút là cái bộ phim đấy thì không cần nói nữa mà ai cũng biết rồi, cho nên là nhiều khán giả, nhất là các bạn nam độ tuổi từ 18 đến 25 trở xuống, các bạn ấy thấy bạn Thúy Kiều xinh quá mà muốn làm quen rồi. Không đến 18. Không 10 18 đến 25 trở xuống. Độ tuổi dao động. Cái độ tuổi đấy là 18. Cái độ tuổi mà đang yêu đương say đắm ấy. Thấy đứa nào là yêu đứa đấy ấy.
Đấy, cho nên là bác có thể, nếu mà nhiều khán giả, nhất là các bạn nam mà muốn làm quen với lại nữ diễn viên Thúy Kiều thì bác có... Ấy, như nào vậy? Không phải. Không phải, nếu mà bác có những cái lời khuyên gì như thế nào để dành cho nữ diễn viên là yêu đương như thế nào để không đi quá đà và sẽ chú tâm về cái sức khỏe của mình hơn để mà tiếp tục hợp tác với lại bác trong những cái dự án bom tấn tiếp theo. Ừ, cái này thì tôi cũng nói chung là nói đúng một câu, nghĩa là cái này là liên quan đến cuộc sống riêng tư của em ấy. À, tức là những cái lời khuyên nào bác tôi cũng không chưa được phép là khuyên em ấy. À, bởi vì cái này là hiện tại là em ấy còn đang ăn cơm của bố mẹ thì là chỉ có bố mẹ mới được phép khuyên em ấy và em ấy mình nghe thôi, chứ nếu sao tôi có khuyên thì em ấy lại chỉ tôi điên thì sao. À, thế thì đấy là cái lời của bác Hưởng nói thế, còn bây giờ đến bạn nữ diễn viên Thúy Kiều. Thúy Kiều có thể chia sẻ một chút về bây giờ Thúy Kiều ấy đang học cấp 3 đúng không Thúy Kiều? À, thế thì có thể tiết lộ một chút về cái chuyện riêng tư là Thúy Kiều đã có người yêu chưa? Chưa có đi. Thúy Kiều đã có người yêu nhưng mà tiết lộ cho mọi người. Nhưng mà điều đấy vẫn chưa hẳn là buồn đâu, tại vì bây giờ một cái độ tuổi rất là trẻ trung như bạn Thúy Kiều như này là có người yêu là chuyện bình thường, bây giờ đến tầm này không có người yêu thì đấy lại là một cái vấn đề lớn. Cho nên là có chuyện có người yêu là chuyện bình thường, chứ chỉ sợ là có chồng thôi, có người yêu thì không sao cả. Ví dụ bạn trai vừa đưa đi chơi về thì bạn trai khác lại đến, vẫn chưa có chồng mà đúng không? Đến làm quen rồi vào nhà uống nước chẳng nhẽ lại không được. Tức là trai chưa vợ gái chưa chồng thì thả thính một chút thì có sao đâu, đúng không? Không vấn đề gì. À, bây giờ quay trở lại với chương trình Chấm Gió tiếp theo là chúng tôi thấy là cái bộ phim của Làng Ấy Chồng của bác Hưởng này là nó rất là phong, cái trang phục nó rất là mỗi một bạn nữ diễn viên thì nó lại một trang phục khác nhau. Là đây là một cái ý tưởng như thế nào, hay là bác có một cái tức là cái ý nghĩ của bác như thế nào mà tại sao bác lại cho là trong Làng Ế Chồng mà tức là phải chăng là nó là 100 bộ trang phục, nó là một dân tộc thì là cả cái làng đấy là đều Ế Chồng hết à bác? Nói chung là cái này thì là tôi muốn xây dựng ra một cái là bản sắc, liên quan đến bản sắc và phân biệt dân tộc. Đây là tôi nếu mà được phép thì tôi có thể còn chèn thêm vào các dân tộc khác, trang phục khác, nhưng mà hiện tại ở trên tôi thì nó về cơ bản chỉ có là dân tộc Tày Nùng là nhiều, Hơ Mông Tày Nùng Hơ Mông nhiều đó. Là hiện tại tôi chỉ sắm được chỉ làm như vậy thôi. Hay đi cho anh ấy như thế. Nếu mà được phép, nếu mà được thì là được, có thể giờ thì tôi sẽ có dân tộc Thái, dân tộc Mường tham gia nữa thì là tôi rất là như thế cũng rất là tuyệt vời rồi. Tại vì nếu mà theo như cái tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả khán giả đều xem là đều thích thú, tại vì một nữ diễn viên lại có một bộ trang phục khác nhau và đều rất là xinh đẹp. Và bác Hưởng có thể cho tôi hỏi một chút là cái dự định của bác là sẽ có ý định là mời các nữ diễn viên này tham gia những cái bộ phim ngắn để mà quay ở dưới thủ đô, dưới phố nữa hay không, là hay là bác vẫn sẽ chung thủy về những cái một túp lều tranh như vậy này và mấy trái tim vàng như thế này? Theo nói chung là theo cái kịch bản cũng là cái ý tưởng của mình là của ngày xưa là tôi cũng rất là mong một ngày nào xem, đó nếu mà nó lỗi của em luôn thì làm tác phẩm của anh làm ra những cái tập phim như hiện tại tôi đang làm, và đến ngày hôm nay là tôi đang làm như thế. Và tôi cái không gian làm tôi chỉ muốn là tồn tại ở trên là xung quanh là phải có đồi núi. Bây giờ chúng tôi quay lại với nữ diễn viên Thúy Kiều một chút. Thúy Kiều có thể bật mí một chút về cái cảm nghĩ của mình với lại cái Thúy Kiều thấy về hợp tác với lại bác Hưởng
tức là nhận xét một chút về con người anh ấy. Vừa nãy chúng tôi có hỏi nữ diễn viên Hân, nhưng mà em ấy có vẻ như là hơi ngại ngùng và mặt đỏ tưng bừng, không trả lời. Cái em ấy chưa trả lời được, cho nên là bây giờ chúng tôi muốn hỏi về cái Thúy Kiều xem là cảm nhận như thế nào về anh Nông Văn Hưởng. Tức là khi mà hợp tác với anh từ tập 1, trong cái quá trình làm việc từ tập 1 cho đến tập bây giờ tập 4, và dự định tiếp theo là sẽ có 7, 8, 9, 10, 11, 12 gì đấy. Cho nên là Thúy Kiều có một chút nhận xét như thế nào về bác Nông Văn Hưởng? Theo em thì anh Hưởng là một anh khá là thân thiện. Anh thoải mái lắm ạ. Chiều bọn em không đánh đập. Thúy Kiều có thể nói thêm một chút về chỗ chiều là chiều như thế nào nhỉ? Ví dụ như là nóng thì mua quạt cho bọn em, mua đồ ăn thức uống cho bọn em và thường xuyên hỏi thăm ạ. Đúng rồi, theo như tôi thấy thì là như bác Hưởng thì đúng là cũng là một con người cũng rất là thân thiện và vui tính, hài hước nữa. Khi mà có nhiều đạo diễn quay phim rồi, tức là người ta chỉ quan tâm đến cái phim của họ, dù xong quay phim xong có thể đưa đón thì là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái điều mà ít người làm được nữa là sau khi những cái lúc mà không quay phim rồi, có thể rủ các diễn viên của mình là rủ nhau đi ăn uống rồi đi chơi đi dạo để hỏi thăm sức khỏe, rồi cũng thỉnh thoảng cũng đi mua sắm, rồi nói chung là làm cái điều mà quan tâm đến diễn viên của mình. Như cái điều đấy là ít người làm được như thế. Và chúng tôi cũng đã thấy, và tất cả quý vị cũng đã thấy là cái điều đấy nó cũng đúng là diễn ra như thế thật. Tại vì trong cái video, cái kênh Dân Tộc Việt Nam của bác Hưởng là cũng đã cùng các diễn viên của mình đi chợ, đi ăn uống rồi các kiểu, cũng nhiều cái không quay lên YouTube nhưng mà cũng phát trực tiếp lên trên cái trang Facebook của bác Hưởng như thế, và tất cả cũng đều nhìn được như thế. Và cuối cùng này bác Hưởng có thể vương này được, thế là em cắt đi thôi. chỗ nào Và chúng tôi cũng đã vừa trò chuyện với bác Hưởng với lại nữ diễn viên Thúy Kiều, và bây giờ chắc là thời gian của chúng tôi cũng sắp hết rồi, cho nên là sẽ triển khai cái chương trình tiếp theo, và mong quý vị sẽ chờ đón xem cái bộ phim Làng Ế Chồng này tập 4. Sao không ghi cái tập 4 ở đây có vẻ hay hơn anh? Không cần, đây là nhá. Quý vị nếu mà xem tập 4 mà chưa hiểu gì thì hãy xem lại tập 1, 2, 3 trong kênh Dân Tộc Việt Nam nhá. Và bây giờ chúng tôi sẽ... Anh em, đi ăn phở! Ok. Cảm ơn mọi người nhá. Ok.